Một đôi nam nữ sẽ đi tới một hoang đảo thực hiện thử thách sinh tồn 21 ngày. Đây là hình ảnh ngày thứ mười mấy của họ tại hoang đảo khi họ đang bắt cá. Người đàn ông bắt được vài con cá rồi vứt lên bờ. Trong lúc anh ta đang xử lý và làm sạch con cá thì anh ta phát hiện con cá này không tươi cho lắm. Vì lý do an toàn vệ sinh, anh ta chỉ đành vứt nó đi. Tại một bán đảo ở Malaysia tiếp xúc với Thái Lan có một khu rừng nhiệt đới. Bên trong khu rừng này có rất nhiều loài động vật kỳ lạ và đáng sợ. Đối với những chuyên gia như Bear Grylls mà nói thì đây lại là một thiên đường. Nhưng đối với người bình thường thì có lẽ sẽ khác. Người đàn ông tham gia thử thách sinh tồn lần này là David. Anh ta là một lính cứu hỏa. Anh ta được trải qua huấn luyện nên anh ta rất tự tin về khả năng của mình. Trong khi đó, cô gái này tên là Mia, cô ấy mới bỏ chồng mới đây và có hai đứa con. Cô ấy rất thích việc sinh tồn ở nơi hoang dã. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy cô không hề thua kém đàn ông. Trước khi tới đây, các chuyên gia đã đánh giá bọn họ thông qua các tiêu chí. Điểm số của bọn họ khá là cân bằng với nhau. Lúc này thì bọn họ bắt đầu di chuyển tới điểm đến. David nhìn xung quanh và thấy nhiều động vật đang di chuyển. Anh ta cảm thấy rất phấn khích. Cả hai cởi chuồng và gặp nhau trong khu rừng. Bọn họ phấn khích và ngoái nhìn bộ phận của nhau trước khi xuất phát. Đoàn làm phim cho bọn họ một con dao và que quẹt lửa. Tại khu rừng này, bọn họ cần phải sinh tồn trong 21 ngày. Sau đó cần phải di chuyển tới một điểm tập kết mà tại đó có thuyền đợi bọn họ. David cho rằng chuyện này rất dễ dàng. Vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Bọn họ xuống nước để bơi qua dòng sông. May mắn là không có con vật nào ăn thịt bọn họ. Bọn họ thành công bơi sang bờ bên kia. Cỏ rất rậm rạp. David cảm giác bàn chân mình rất đau như dẫm phải thứ gì đó. Bọn họ tìm được một nơi thích hợp để dựng trại. Bọn họ đi xung quanh để thu thập những vật tư cần thiết. Chân của Mia bị rất nhiều con đỉa bám vào. Khó chịu nhất vẫn là bị kiến cắn. Trong điều kiện như này thì vết thương rất khó hồi phục. Cho tới trời tối thì bọn họ mới làm xong bộ khung của cái trại. Lúc này còn chưa tạo được lửa để sưởi ấm. Nếu như trời mà đổ mưa thì bọn họ sẽ nguy to. David cảm thấy mình cần phải phân bố và sắp xếp thời gian tốt hơn. Hai người chỉ đành cầu nguyện trời không mưa. Thế nhưng đen đủi là một cơn mưa to đã đến với họ. David và Mia ướt hết cả người. Sáng ngày hôm sau, bọn họ lập tức đi tìm đồ đạc để hoàn thành việc xây dựng trại nghỉ ngơi. David vô tình bị thương ở tay. Bọn họ lúc này đã cảm thấy sự khốc liệt trong khu rừng này. Lúc này, bọn họ nhìn nhau và tập thể dục. Cả hai nhảy lên nhảy xuống rồi hít đất. Thật ra bọn họ có thể chơi xếp hình với nhau để tăng thêm sự hấp dẫn cho chương trình. David muốn Mia tập thể dục là để cho cơ thể cô sẽ linh hoạt hơn. Bọn họ vẫn đang miệt mài tu sửa cho cái trại của mình. David phụ giúp Mia rất nhiều để cô cảm thấy tự tin. Mặc dù như thế nhưng hiệu suất của cả hai quả thật vẫn rất thấp. Bọn họ tốn mất 2 ngày mới làm xong cái trại. Tác dụng duy nhất bọn họ làm cái mái là để không sợ trời mưa. Nước đọng lại ở lá cây còn có thể uống. Trời mưa, cả hai không thể đi ra ngoài và nằm trong trại nghỉ ngơi. Mặc dù lúc này không bị mưa ướt nhưng bọn họ không có lửa. May mà cả hai ôm lấy chặt lấy nhau rồi quệt vào nhau một tí để cơ thể ấm lên. Tình hình như này thì trời còn mưa lâu nữa mới tạnh. David và Mia chỉ đành nằm im để giữ gìn thể lực. Gần đó cũng có củi để sưởi ấm nhưng có vẻ như đã bị ngấm nước mưa rồi. Thật sự việc sinh tồn ở nơi này là rất khó khăn. Một hôm bọn họ thật sự cần phải đi tìm đồ ăn vì quá đói bụng rồi. Cô gái cho rằng nơi này rất dễ kiếm thức ăn. Đi một đoạn thì cô thấy một con rắn dưới gốc cây. Cô liền hét tên David gọi anh đi tới. Ở đây, mau lên. David dùng vũ khí và tấn công con rắn. Rất nhanh, hai người đã cho con rắn lên bảng đếm số. Đây là lần đầu tiên bọn họ thành công săn mồi ở trong khu rừng này. Bọn họ bắt tay vào tạo lửa để nướng thịt cũng như sưởi ấm. Mặc cho bọn họ có que quẹt lửa nhưng việc tạo lửa vẫn rất khó do trời mưa và độ ẩm cao. Cố gắng cả tối mà vẫn không thành công. Bọn họ chỉ đành đợi ngày mai nếu trời tạnh mưa và cỏ khô đi thì mới nhóm lửa. May mắn là ngày hôm sau trời đã nắng, hai người mang củi và cỏ ra phơi. Bây giờ thì bọn họ đã có thể thử tạo lửa được rồi. Thế nhưng có vẻ như David vẫn gặp khó khăn. Trong khi đó thì thịt con rắn đã bắt đầu bị bốc mùi. Nó đã không thể ăn được nữa nên David đành phải vứt đi. Không có lửa, không có thức ăn, Mia lo sợ mình không thể kiên trì tới ngày cuối cùng. Buổi tối đi ngủ thì còn bị muỗi đốt. Sáng sớm hôm sau thì cả người bị mẩn đỏ. Giờ đây bọn họ đói tới nỗi chẳng muốn nói chuyện nữa. Bọn họ chỉ hy vọng có lửa sưởi ấm. Mia đã bắt đầu chán nản và muốn về nhà với con. Bọn họ đã đói bụng mấy ngày rồi. David chỉ đành vào rừng bắt mấy con côn trùng để ăn. Bọn họ tìm thấy nấm mộc ở đây, trông có vẻ khá là ngon. David không dám chắc loại nấm này có thể ăn được không. Anh ta liền vặt nó và thử cắn một miếng. Mùi vị không tệ cho lắm. Ai ngờ một lúc sau anh ta nhận ra mình vừa ngất xỉu. Không chỉ thế, Mia còn phải gọi cứu hộ tới cho anh ta. Bọn họ phát hiện David đang bị thiếu máu và bị sốt. Bọn họ ngâm anh xuống dưới nước để làm hạ nhiệt độ cơ thể. Mia lo lắng anh ta sẽ phải bỏ cuộc và bỏ lại cô một mình. Nếu như David thật sự không thể tiếp tục, chương trình chỉ đành loại anh. David nghỉ ngơi và Mia đành phải động tay vào làm việc. Giờ đây ngày kết thúc đã tới rất gần. Cô ấy đi tìm đồ đạc để chuẩn bị một chiếc bè. Cô tự tay làm ra một chiếc bè. Chỉ có điều cô không dám chắc bọn họ còn đủ sức đi tới điểm tập kết hay không. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. David muốn kiên trì vượt qua. Cơ thể của anh đã đỡ nhiều rồi. Anh ta quyết định cố gắng nhóm được lửa. Ở đây mười mấy ngày thì bây giờ bọn họ mới có lửa. Buổi tối bọn họ đã yên tâm không còn sợ bị muỗi đốt nữa. Hai người đi tới bên dòng suối để bắt cá. Bọn họ không có cần câu nên David chỉ đành dùng tay không bắt cá. Cũng phải nói là may mắn khi anh ta đã bắt được một con. Mia phấn khích vì không còn phải nhịn đói nữa. Ai ngờ David phát hiện thịt con cá này đã bị hỏng. Có vẻ như con cá này mới chết. Anh ta không dám ăn đồ linh tinh nữa nên vứt nó đi. Thật là đen đủi khi bắt được cá mà cá lại không ăn được.
Có lẽ đây là bộ đôi tệ nhất khi mười mấy ngày qua vẫn chưa tìm được thứ gì để ăn. Từ lúc tới đây, bọn họ chỉ ăn côn trùng và uống nước mưa cho qua ngày. Cuối cùng thì bọn họ đã nhịn đói cho tới ngày thứ 21. Phải nói rằng khả năng chịu đói của hai người này thật sự rất đáng nể. Cả hai nhanh chóng di chuyển để tới được nơi tập kết có thuyền cứu hộ. Bọn họ làm một cái bè. Tuy nhiên điều đáng lo là mấy con vật ở dưới sông. Bọn họ chỉ đành thử vận may và cố gắng không để thủy quái phát hiện ra. Tuy nhiên thật là đen đủi, một con vật kỳ lạ đã chú ý tới hai người. Bọn họ không biết phải làm gì. May mắn là lúc này thuyền cứu hộ đã đi tới và cứu họ. Video tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.